Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết bão số 3 đã ảnh hưởng đến hạ tầng các tuyến đường sắt phía Bắc, một số vị trí cây đổ vào đường sắt gần bị chắn gãy. Vì vậy, để tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bãi bỏ 22 chuyến tàu khách, trong đó bãi bỏ 2 mắc tàu khách thống nhất SE11, SE12 từ ngày 9 đến 12 tháng 9. Toàn bộ 8 tàu chuyến khách tuyến Hà Nội, Hải Phòng trong ngày 7 tháng 9 và 2 chuyến tàu khách trong ngày 8 tháng 9. Bãi bỏ 2 chuyến tàu NA1, NA2 giữa Hà Nội, Vinh, 2 chuyến tàu SV3, SV4 giữa Hà Nội, Lào Cai đến hết ngày 7 tháng 9, tiếp tục dừng chạy toàn bộ tàu hàng trên tuyến Hà Nội và Hải Phòng.